Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sân nhà Chủ tịch Phúc, đại biểu của dân phang gậy gôi vào dân, cái hèn của báo chí cách mạng Quảng Nam được xem là sân nhà của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có vụ hành hung làm dậy sóng mạng xã hội nạn nhân là một cô gái trẻ 20 tuổi, nhân viên phục vụ tại sân gôi đã bị một gã to xác dùng gậy gôi vụt vào người làm cây gậy bằng kim loại gãy làm đôi khiến cô gái này phải nhập viện. Đây là hình ảnh, không biết ông Nguyễn Phú Trọng nghĩ gì về hình ảnh đại biểu của nhân dân phang gậy golf vào dần. Hành động côn đồ của gã đánh gôn là không thể chấp nhận dù bởi bất kỳ lý do nào. Đáng nói là nhân vật này lại được một số tờ báo giấu tên nghĩa là ông này có thế lực nên báo chí ngại động chạm. Tờ báo thanh niên, một báo được cho là hàng lớn ở Việt Nam đã giật tít người đàn ông chơi golf đánh nữ nhân viên phục vụ phải nhập viện. Còn tờ báo pháp luật online, tờ báo cũng có tên tuổi thì lại giật tít. Một doanh nhân vùng gậy đánh nữ nhân viên trên sân golf nhập viện. Thậm chí tên của kẻ côn đồ cũng được các tờ báo này viết tắt là NVD. Chỉ riêng tờ báo Tiền Phong thì dám giật tít rằng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam bị tố đánh nữ nhân viên sân golf nhập viện. Tuy nhiên tờ báo này cũng không nói tên của gã đại biểu Hội đồng Nhân dân kia là ai cả hội chứng sợ quyền lực là một giá trị đáng xấu hổ của cái gọi là báo chí cách mạng. Đứng trước một tội ác nhưng tội ác đó lại là một quan chức gây ra thì báo chí tự động ém dấu tên tuổi như là một phản xạ có điều kiện, phải biết hèn để sống vậy. Tờ báo Tiền Phong có vẻ nói khá thẳng nhưng thực chất họ cũng sợ quyền lực, họ tránh nói tên thay vì viết tắt như một tờ báo kia. Còn những tờ báo khác không dám đưa chức danh của gã đánh gôn lên mặt báo là chưa nhận tín hiệu với loại báo chí như thế này thì xã hội này sẽ chưa bao giờ có được kỷ cương cũng giống như việc thông báo trợ lý của phó thủ tướng vũ đức đam là nguyễn văn trịnh bị bắt thì báo cũng giấu tên ông vũ đức đam mà chỉ nói là trợ lý phó thủ tướng đấy cũng là chứng sợ quyền lực của báo chí cách mạng hiện nay đây là hình ảnh không biết ông chủ tịch nước sẽ nghĩ sao khi báo chí và công an đều muốn bao che cho gã côn đồ đất quảng tên tuổi của kẻ côn đồ rồi cũng không che giấu được đó là Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đất Việt. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân thì xem ra có thế lực, và vừa là Chủ tịch Hội đồng Quản trị một doanh nghiệp thì rõ ràng gã này có rất nhiều tiền. Vừa có thế lực vừa có tiền trong chế độ này là tự động được che chắn, bảo vệ. Và qua cách loan tin của báo chí thì rõ ràng ai cũng thấy báo chí kích mạng đang bao che cho kẻ côn đồ. Và điều đáng nói là dù đã có áp dụng áp lực rất mạnh của mạng xã hội mấy ngày qua, nhưng công an tỉnh Quảng Nam vẫn chần chừ thoái thác, họ vẫn chống chế dư luận, chứ không thực sự sắn tay vào cuộc. Đây là thái độ đứng ở phía cái ác của chính quyền. Dân bất bình nhưng vẫn không làm gì được. Báo chí thì sợ quyền và tiền. Cứ quyền, có quyền và tội phạm, thì tội khi phạm tội tự động trao bao che cho nhau. Cứ quyền và tiền phạm tội là công an lại tự động né tránh vậy thì ông nguyễn phú trọng người đứng đầu đảng hô hào dọn củi còn có ý nghĩa gì nữa hay không một bộ máy trong sạch mà như thế thì sao ông tổng bí thư nguyễn phú trọng có thể ăn nói với nhân dân được đây đây là hình ảnh nguyễn viết dũng kẻ pha nghệ côi vào nữ nhân viên trẻ quảng nam chính là quê hương của ông chủ tịch nước nguyễn xuân phúc hiện nay với vai trò là người đứng đầu của nhà nước không biết ông nguyễn xuân phúc quan tâm như thế nào về vụ việc này quảng nam là sân nhà của ông chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nó cũng giống như kiên giang đối với ông cựu thủ tướng nguyễn tấn dũng vậy sẽ có nhiều đàn em nhiều dây mơ dễ má của ông chủ tịch nước đang sinh sống và làm việc tại quảng nam nếu báo chí và công an cứ né tránh trách nhiệm của mình đối với hành động tấn công người của ông nguyễn viết dũng thì rất khó để xóa đi được tin đồn rằng ông nguyễn viết dũng dựa hơi quyền lực lớn đất nước rất nhiều tội ác không nguy hiểm bằng đất nước có báo chí và công an thỏa hiệp với loại tội ác mà kẻ gây ra cái ác có quyền và có tiền xã hội vì thế sẽ rất bất an quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp, tiếp của Lê Trung Khoa Thời Báo .d với bản tin sân nhà chủ tịch Phúc đại biểu của nhân dân phang gậy côi vào dân cái hèn của báo chí cách mạng Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chống tham nhũng, đè chống tham nhũng, hai cơ quan đá nhau, ai nghe ai đây. Ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm trong tay công cụ xử lý về mặt đảng và công cụ xử lý về mặt luật pháp. Về mặt đảng, ông Trọng có ban nội chính, ủy ban kiểm tra trung ương, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Về mặt pháp luật, ông Trọng nắm trong tay Bộ Công an. Về mặt đảng, ông Trọng toàn quyền để thọc tay vào chính phủ, moi ra những quan chức tham nhũng. Việc bên đảng tự do thanh tra, kiểm tra các cơ quan chính phủ là một thế thượng phong của ông Tổng Bí Thư đối với ông Thủ tướng hiện nay. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, người đang rất nỗ lực để củng cố quyền lực. Trong cuộc đời Thủ tướng gần đây thì ông Nguyễn Tân Dũng là có thể lấn át được Tổng Bí Thư. Tuy nhiên đến cuối nhiệm kỳ, hai ông Nguyễn Tân Dũng đã đánh mất lợi thế và ông đã mất thất bại. Ông Phạm Minh Chính là con người bản lĩnh hơn ông Nguyễn Xuân Phúc. Một số người thừa nhận như thế. Tuy nhiên để tìm lại sức mạnh như Nguyễn Tân Dũng từng có lại là một vấn đề. Theo một số ý kiến mà tờ báo chấm đặt ra câu hỏi thì người ta cho rằng ông Phạm Minh Chính đang muốn lấy lại sức mạnh mà ông Nguyễn Tân Dũng đã từng có trước đây. Vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, ông Phạm Minh Chính đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng Chiến lược Quốc gia Phòng chống tham nhũng do ông Lê Minh Khái làm trưởng ban. Đây là một ban bệ trồng lấn chức năng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực mà ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm giữ. Lẽ ra, nếu một chính quyền không cạnh tranh quyền lực khốc liệt, thì nên dẹp bỏ những ban bệ trồng lấn chức năng như thế bởi chức năng trồng lấn thì nó sẽ làm cho bộ máy phình ra và người dân lại phải tốn thêm rất nhiều tiền thuế để nuôi thêm một ban bệ mới mà công tác chống tham nhũng thì không hề khả quan hơn một chút nào tuy nhiên đảng cộng sản việt nam thì họ không bao giờ nghĩ cho dân mà họ chỉ nghĩ cho lợi ích cục bộ của họ mà thôi đây là hình ảnh ông tổng bí thư còn đang khá mạnh việc ông phạm minh chính cho lập ban chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng mục đích là tranh việc của ủy ban kiểm tra trung ương ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực ban này do ông lê minh khái đứng đầu không thể trên quyền của ban do ông nguyễn phiêu trọng đứng đầu mặc dù vậy thêm ban mới này thì chính phủ do ông phạm minh chính đứng đầu sẽ có thêm cách để có thể đi soi những sai phạm của chính quyền các cấp thuộc phạm vi quản lý của ông thủ tướng không biết ông phạm minh chính lập ra ban chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng có được ông Nguyễn Tân Dũng làm quân sư hay không. Nhưng rõ ràng đường lối tìm kiếm sức mạnh chính trị cho chiếc ghế thủ tướng chẳng khác gì khi ông Nguyễn Tân Dũng đã từng làm trước đây. Trong chính phủ, nếu ông Phạm Minh Chính cho ban chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng soi nội bộ thì đấy cũng là cách để tránh bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng soi tiêu cực. Khi chính mình phát hiện ra cơ quan mình sai, vẫn khó bị định tội hơn là để bên đảng bắt tay làm chuyện này. Ông Nguyễn Phú Trọng đã dựng lên lò để đốt củi tham nhũng. Việc làm này nếu nhìn ở góc độ thủ đoạn chính trị là đi moi những sai phạm của đối thủ, dù cho nó nằm ở góc các ngách nào, và cũng nhờ lò được tiếp củi đều, nên quyền lực của Nguyễn Phú Trọng vẫn cứ được duy trì ở thế độc tôn trong hơn suốt 10 năm qua. Đây là hình ảnh đường lối chính trị của ông Phạm Minh Chính khá giống với cách đi của ông Nguyễn Tấn Dũng. Hiện tại, hai cơ quan chống tham nhũng đang đá lẫn nhau. Cũng rất khó và rõ ràng là cơ quan chính phủ không đủ lực để xoán ngôi tước bỏ vai trò của ban chống tham nhũng bên đảng. Nhưng rõ ràng, ông Thủ tướng lập ra ban này là để củng cố quyền lực và không biết chừng đợi đến khi ông Nguyễn Phú Trọng yếu thế dần thì ban chống tham nhũng bên chính phủ lại trỗi dậy và chứng tỏ được sức mạnh của nó hai cơ quan chống tham nhũng chưa biết liệu ban bên chính phủ có vâng lời ban chống tham nhũng bên đảng hay không thì vẫn còn phải chờ và thời gian sẽ trả lời điều đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm với bản tin Chống tham nhũng đè chống tham nhũng Hai cơ quan đá nhau Ai sẽ nghe ai đầy quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo d